Trong cuộc chiến mang tên công bằng thì tiền sẽ thắng. Mời các bạn cùng xem nhé. Đôi khi chẳng có ai thèm quan tâm đến bạn, trừ khi bạn rất đẹp, hoặc rất giàu, hoặc rất nổi tiếng. Bất kỳ ai cũng có thể ôm bạn ở đằng trước và nói xấu bạn sau lưng, đề phòng chưa bao giờ là thừa. Chúng ta dùng cả đời để kiếm tiền, nhưng đến khi chết, chúng ta trắng tay. Khi bạn thành công, nhiều người sẽ tìm ra được lý do để tung bạn lên trời cao. Còn nếu bạn mắc lỗi, bạn sẽ bị nhấn chìm xuống một cái hố đen không lối thoát. Sự giàu có của bạn sẽ quyết định việc bạn nhận được bao nhiêu sự tôn trọng từ những người khác. Trong cuộc chiến mang tên công bằng thì tiền sẽ thắng. Với bố mẹ, bạn là một viên ngọc trai quý, còn với thế giới, bạn chỉ là một hạt cát không hơn không kém. Bạn không thể trẻ mãi mãi, bạn bắt buộc phải lớn lên và già đi thôi, đó là quy luật của cuộc sống. Chẳng ai muốn tiếp thu ý kiến của người khác, bởi họ chỉ luôn sẵn sàng nghe những gì họ muốn nghe. Khái niệm đẹp trong thế giới của chúng ta được dùng để chỉ những người có vóc dáng thanh mảnh, làn da trắng sáng, khuôn mặt ưa nhìn, chứ không dùng để nói về một trái tim nhân hậu hay tính cách tốt. Dù bạn có đối xử tốt với người khác thế nào, thì cũng chưa chắc người ta sẽ đối xử tốt với bạn. Một người bạn tốt không có nghĩa vụ là sẽ trở thành bạn tốt mãi mãi. Bất cứ ai cũng đều đeo nhiều mặt nạ, bạn, tôi, tất cả mọi người. Một câu khen không thật lòng, bạn được mọi người quý mến. Một câu chê thẳng thắn, bạn là một người không biết phép tắc lễ nghi. Chẳng có ai quan tâm bạn thực sự, vậy nên đừng mong chờ gì vào tình yêu của họ, hãy yêu bản thân mình trước đã.